Uganda tuyên bố rút quân khỏi Somalia, tin từ Kampala. Uganda tuyên bố sẽ rút quân ra khỏi Somalia và các nơi khác sau khi Liên Hiệp Quốc lên án đã yểm trợ cho loạn quân Congo. Bộ trưởng An ninh Muruli Mukasa cho biết là Bộ trưởng sẽ tới New York để giải thích về quyết định của chính phủ. Uganda đã đóng góp trên 1/3 trong số quân 17.600 người của Liên Phi đang chống lại loạn quân Hồi giáo Al-Shabaab, có liên hệ với Al-Qaeda ở Somalia. Quân đội Uganda cũng đang giúp truy lùng thủ lãnh loạn quân Joseph Kony ở Cộng hòa Trung Phi và đóng một số quân ở Nam Sudan. Qua một bản phúc trình, một ủy ban chuyên viên Liên Hiệp Quốc đã lên án Uganda và Rwanda ủng hộ loạn quân M23 do tướng Bosco Ntaganda chỉ huy ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tướng Bosco Ntaganda là người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố. Bộ trưởng Mukasa nói rằng Uganda sẽ rút quân khỏi Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo để tập trung gìn giữ an ninh nội địa. Lực lượng Liên Phi đã giúp chính phủ lâm thời Somalia đánh lùi loạn quân Hồi giáo Al-Shabaab ra khỏi thủ đô Mogadishu, hải cảng Kismayu và nhiều thị trấn thành phố khác trong nước. Việc Uganda rút quân có thể làm đảo ngược tình hình chiến sự ở Somalia.